Anh đã mua cua gạch ở đâu nhiều, cua gạch gạch mà ngon như này chưa? Vâng, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì là ngày cuối tuần. Điểm bán cua của Duy Ba từ nãy giờ cũng rất là đông. Chị là ở Nha Trang vô hả chị? Chị ở Nha Trang vô đúng không? Mình vào đây khi nào chị? Thứ 6 lại đang nghỉ. Vậy khi nào mình ra? Tối nay ra lại rồi. Tối nay ra lại. Hôm nay mình tối nay phải mua cho được mới về đó. Dạ. Hôm nay mình mua 2 con hả chị? Mua này là nhiều cốm thì con nè. Vậy hả chứ, có con cốm nè. Con này ngon lắm. Quá ngon. Trời. Chị muốn quá ăn đi. Dạ. Rồi tấm hình lên này mà về. Vô đây. Điện thoại lên chụp cho. Bà lấy xe nha. Vâng. Quay chụp luôn sớm, quay chụp luôn. Hả? Có cô vâng. Cắt thì ba con bỏ vô. Những vị khách rất là dễ thương từ xa. Từ Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Cách đây gần 400 km. Đầy đủ hết trơn rồi. Rồi à. Vâng, mâm cua đã hết rất là nhanh chóng ạ. Chỉ còn những con cua cuối cùng thôi. Đây, con cua rất là ngon này. Vâng, con cua rất là ngon, rất là nhiều gạch. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thì đưa lên đẩy mặt em vô chứ. Con cua ngon quá hả? Hôm nay mình thấy cái cua chất lượng như nào anh? Dạ, cua rất ngon anh. À, mình đến từ đâu anh? À, em đến mai mới bên Bình Thạnh á. Bình Thạnh à? À, anh mua cua ở đây nhiều chưa? À, em mới mua lần đầu. À, và anh thấy cua như nào? Dạ, em thấy cua rất ngon, rất ngon chất lượng. À, anh đã mua cua gạch ở đâu nhiều, cua gạch gạch mà ngon như này chưa? Chưa thấy chỗ nào mà nhiều gạch. Vâng, cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn. Vâng, nhiều người Việt ăn cua gì ba chưa? À, Việt ăn con này đi. Vâng, có những cái con cua thịt cũng khá là ngon nhưng mà vẫn bị trả lại. Đây ạ. Nhiều vị khách cũng rất là khó tính. Cua này rất là ngon chứ không dở đâu. Không phải. Nhiều người rất là khó tính á. Sáng nay dì ba mua vô đó. Dạ, tiền dạ, đưa lại cho dì ba. Tại vì sáng nay là em tới kêu là chuẩn bị đi mua xe lăn cho. Rồi sáng sớm dì ba đi mua cũng như là trong vừa thì cho tiền á. Trong vừa dì ba mua. Mua gì dì ba? Mua xe. Xe cho ai ạ? Mua cái xe cho cái người bị tiểu đường. À. Mình mua vậy là xe lăn hả gì? Xe lăn á. Dạ. Sáng dì ba mua rồi. Sáng nay dì ba mua hả? Vâng, ở gần nhà dì ba thì có một cái cô bị tiểu đường rất là khó khăn nên chủ vợ cua và nhiều vị khách hảo tâm đã ủng hộ cái vị chị bị tiểu đường ở gần nhà dì ba một chiếc xe lăn. Sáng này á dì ba đi mua cua à. Thì dì ba mới nói như là cái chú dựa đó cho xin một chiếc xe lăn, là cái chú dựa mới mua, mới kêu nó tính đưa tiền mà dì ba nói thôi dì ba đi không được, nó kêu cũng giờ đệ tử của chú dựa cua đó cô ngủ quá đi mua giùm là 1.200.000 rồi á mới là kêu trở về đó. Tại vì ba cũng nói cho tụi con nghe vậy đó, để sợ nhiều khi tụi con không biết mua nữa. Nói như vậy là tặng cho con muối chiếc xe lăn rồi. Hả? Tặng cho con muối chiếc xe lăn sáng nay luôn rồi. Là sáng ngày gì ba đi mua hả? Ai mua gì ba? Thì ở trong vựa, trong vựa nó kêu muốn cho là gì ba mua đi. Dạ. Đó. Tiền đó là ai bỏ hả gì ba? Hả? Tiền đó ai bỏ? Tiền đó thì vựa cua cũng như cái chủ cua của dì ba bán đó. Dạ. Út á, út á mua chiếc xe đa lăn là tặng cho cái người đó đó. Dạ. Thì bây giờ là cũng như thấy nó bị tiểu đường vậy đó, quá nặng đi, tính đến đổi mà giờ phải cưa cái cẳng, thì dì ba thấy như vậy cũng như dì ba muốn cho nói để cho mặt hội đồng mạng gì giúp đỡ đó vậy đó. Chứ còn dì ba đâu biết cái gì đâu, nó nói như là bên chồng mình đang đi sống thôi, không có lo gì vấn đề đó được. Thì bây giờ mình thấy vậy cũng giúp đỡ cho nó vậy thôi, nhưng mà mình không giúp được cái gì mình giúp bằng lời ăn tiếng nói từ miệng, có nghĩa là nói ra để cho ta ủng hộ cho nó. Có nghĩa là con của chị đã làm gì và chị đã làm gì? Thì cũng mấy số thôi, nói chung là nhà nghèo khó khăn. Con muốn nhà thì cái nhà đó không có dục chưa? Quay rồi. Nhà sập sệ đúng không? Nhà sập sệ. Mà ở khu nó vô lắm gì ba, ô nhiễm lắm. Đúng rồi. Mà nhà mướn nữa. Mướn 900.000, 800.000.
ở cái nhà bách tôn này kia nhìn thảm lắm, mà trời mưa dột như cái tấp lều đó. Nhưng mà xong mắc cái đó là mắc dữ luôn. Chị ơi, có thấy hai con có một con cua cạch cua có một anh đó ai sợ lại rồi. Anh giấu tên, anh nói anh gửi cho mình 100 euro mà anh chưa gửi, làm để cho mình đóng tiền. Anh ơi, nếu anh đọc được cái YouTube này anh than gửi, hoặc là anh muốn gửi từ thiện thì anh gửi tùy anh. Vì Út ở giữa cua đã mua cái chiếc xe lăn cho chị đó rồi. Cái chị là... chị tiểu đường đó. Tiểu đường thì anh biết là thôi, thay mặt chị cảm ơn anh đã có tấm lòng nhân ái như vậy. Chị Út đã mua cho rồi, thì cái 100 euro anh chưa gửi, nếu mà anh có gửi á thì anh có lòng nhân ái thì anh từ thiện, thì để em từ thiện cho người khác giùm cho anh cho. Rất cảm ơn anh, có gì anh em mình điện thoại riêng, nói chuyện riêng cũng được. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Rồi. Vậy trước đó là anh người Đức đó là muốn tặng cái chị đó một cái xe lăn không chị? Đúng rồi, nhưng mà hôm bữa ảnh đã cho tiền chị ba làm thọ rồi. Thì hôm nay ảnh thấy hoàn cảnh của cái chị này đáng thương quá, rồi ảnh muốn gửi thêm 100 để mình mua chiếc xe lăn. Ảnh lấy khoảng 1 triệu mấy đó, mà ảnh gửi 100, còn 100 dư á thì từ thiện là con có xin làm mua cho con bé. Số mà nó ngay đi ăn, mẹ hiểm mình nè, chị ba thấy nó tội không? Hôm bữa con cũng tặng cái xe cho nó 1 triệu 2 rồi. Con thấy tội nghiệp quá Cái anh Đức ảnh đã gửi cho chị ba tiền để làm thọ rồi. Làm thọ rồi thì hôm nay anh thấy hoàn cảnh của cái chị này nè. Rồi anh mới nói là thôi để anh 100. Lập tức ra em mua cái xe đó, anh nhắm chừng là khoảng 1,5 triệu đổ lại. Còn 1,5 triệu thì đi từ thiện giùm cho ảnh. Thì cô Thúy xin là để cho con bé với số, hoàn cảnh nó cũng tội nghiệp lắm. Thì cô Thúy nó không mở, cô Thúy cũng cho nó một chiếc xe là 1,2 triệu. Không, cái xe mà nó để ba đứa con nó tội lắm, mấy công việc lắm. Hoàn cảnh của cô bán cái số đó như thế nào? Thì có chồng mà ba đứa con nó tội lắm, mà cái gì nó cho chiếc xe nữa, thấy thương quá. Thì để khi nào mà gặp bé là cũng muốn cho, để coi anh Đức có cho không, để cho nó làm cái vốn. Thì ba biết con bé đó phải không? Ba đứa con á, con thấy tội, cái đó con cho riêng thì con nó dì ba thấy cái hoàn cảnh của cái chị bà vé số như nào dì ba? Thì thấy hoàn cảnh như vậy đó, cũng như là có hai vợ chồng, có chồng mà có hai đứa con, mà bây giờ con nhỏ đó thì nó bị vậy đó. Cũng như dì ba muốn cho ủng hộ để mua thuốc men hay là nó vô cắt chỉ hay gì đó, thì cái gì chứ cái đó là nó nhiều tiền lắm, thành ra dì ba nói vậy thôi đó. Còn xe thì hồi sáng này dì ba nói cái Út giữa cua đó thì nó cũng giúp cho một cái xe đó là một dì ba. Cảm ơn dì ba.